Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình cùng với bốn đứa đi bắt chim, đi đặt lưới chim ban đêm. Để cho mọi người cùng xem nha. Mọi người nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nha mọi người. Đây là bốn người mình vừa mới nói ở này này. Đây là Long này. Ba người. Đây là Tiên này. Đây là Pha này. Cá mình là bốn người. Mọi người nhớ theo dõi đến sáng nha mọi người. Khi nào đăng được thì mình cũng cho mọi người xem với nhá. Thời gian đang chờ sáng nè, mọi người đang giải trí gọi là nghe nhạc hoặc là quậy. Ăn này bị ngáo rồi. Thì dàn giải trí chờ sang để mà đuổi được chim này. Anh này là anh từ Gia Lai lên Tây Nguyên để lên phía Bắc Tây Nguyên để đi săn bắt. Rõ rẻ đấy. Hình như đoạn này họ phun thuốc này nó không ở. Chim này nó ở đoạn nào mà không phun thuốc nó mới ở. Nghe mùi. Có chim không? Có đi hay có thấy nó bay không? Đi dò dò thử xem. Đây chắc ở trên đến rồi nhỉ. Hôm qua có thấy nó bay lên đây không? Hay là hôm qua cũng ngủ trên này sao? Bên này nó có mi sạch rồi nó không ngủ đâu. Nếu mà nó ngủ đoạn kia này mà đây như cái bây giờ mình nhìn thấy từ dưới này nhỉ, đúng không? Thì là ở đây tôi đến của nó rồi. Rồi sáng giờ sáng rồi chuẩn bị chia nhau đuôi này, tìm cây để đập đây. Rồi đứng vào cái chỗ hàng mình đập đi. Mọi người cứ xem đập như thế nào nha mọi người. Đoạn nào? Pha đoạn đây này nhỉ? Pha ngoài kia. Thì ai góc bên này? Góc đây nó góc đây góc này. Thì phải có người góc đây chứ. Góc đây đắm từ tiến nha, không đuổi người góc nào. Mà tiên góc nào? Đâu mình kiểm được. Đấy, góc đây này. Đây thôi đừng có ra bên kia đến đây. Cứ nhớ nhớ đến cái đầu lưỡi nhỉ. Chị ăn tấm này. Ở này gặp ở giữa. Nó đi vào đây tiên vào đầu lưỡi bên này này. Cái này là đi gần đúng rồi. Rồi rồi. Chuẩn bị vào đây. Rồi rồi đứng đó đi. Lòng lòng xuống dưới cái siêu đi. Rồi, bắt đầu vào đi. Mờ mờ rồi đó, sáng rồi đó. Rồi. Hả? Đuổi đuổi đi, đuổi 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 vào đi. Ơi. 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 Con cái đầu bên kia nha, đập kỹ vào nha.
Chứ nữa mình sẽ quay lại nha mọi người nha, giờ đang đuối rồi không quay được. Bay qua thì hết đủ, bay tiếc quá hết rồi. Qua qua thì ngọn hết đi. Đủ. Giờ nó bay cả quá, bay giờ hơi sáng sáng rồi mà. Nếu tối tí hôm nay chắc được nhỉ. Ok tốt hết ngon rồi. Chim đấy mọi người. Đó, đuối xong rồi mới dín lưới này. Đó, chim cho màu này mọi người. Cho màu. Cái này vẫn còn chim nhỏ nè. Chắc nó mới phát triển này, mới lớn này. Hôm nay ít quá, không được nhiều. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ừ, chim này. 22 con. 22 con à? Ừ. Ít nha. Đâu quá, bay cắp hết. Có chim nào đẹp không? Thả đầu tiên là quay thôi. À. Hơi thở. Chết mẹ rồi. Má chim này. Hình như nó không tập trung một chỗ hay sao? Đúng rồi. Tập trung mà nó bay cao hết mà chỗ gốc kia nó nhiều. Nhưng mà bay cao nó xuống dưới thì nó vẫn kèo chứ. Đấy, thấy chưa? Đâu, còn dính lưới đâu mà. Cái còn dính lưới thôi. Nhưng mà cũng không có nhiều. Đây này, nó đợi dưới đâu mà còn nữa. Chắc là con đó này là bay cào này. Bay nhiều mà. Lấy ong hồi nãy, thao bao vào đi. Hay ong phải. Lấy 20 ong thôi. Chim này ít. Có 20 mấy con. 22 con à. Về. Đấy. Đó. Đó lắm hết. Chắc nó ngủ bên đó hay sao? Ngủ bên này. Nếu mà ngủ bên này thì nó vẫn dính chứ. Thì anh thấy nhìn dính nhiều góc này đấy thầy. Đó chắc nó ngủ hướng của đây này. Ừ. Đấy. Chào anh em nhá. Đây là con trào màu mà mình vừa mới đuổi xong. Con nào hôm nay cũng khá là mập. Em nào mới rất là đẹp. 18, 19 không à? Đúng rồi. Ông là gì? Dây đứt thì bỏ đi. Có cái bốn rọ mà. Thuật mới đâu hả? Mẹ anh tọa sao ai ngủ lên này. Các là cái sụt chu. Đồng đèo. Dễ đồng. Chắc nó bay qua cào. Bay qua cào ở đây dưới khe kìa. Mẹ chim họ nuôi này. Chim. Như chim họ nuôi. À, chim đó đang thay lông rồi, chim họ có cái mỏ nó có bị xước không? Có xước gì hết này. Đang thay lông. Ừ. Mùa thay lông. Mùa thay lông chưa xong. Mùa thay a lông. Qua lại tiếp xuống lại đi. Ê đó. Đừng quay sạc xe đấy. Đó là hết bay qua hết. Giờ cái lưới này thấp quá mà. Cái sắc đèn nó chơi vẽ xuôi nhỉ? Cái sắc đèn chơi vẽ xuôi. Thao có đường nào mà nó vương đó. Đó. Nó cuốn cù vòng. Bề là trao, bề là trao. Ơ tắt xe. Đứt. Rồi, nối lại nữa. Chim này chắc là chim này ăn hoa chuối này nó hút mật thôi chim này. Có cái mỏ nó nhọn này. Không, lần này họ ăn sâu đâu. Nó hút mặt. Có cái đuôi nó đẹp nhờ. Chim săn. Như thun đứt hết rồi. Không có. Đâu, lọ kìa. Lọ dưới kìa. Còn 20 cái kìa. Đâu, ở trên kìa. Vớt, lùi viết. Cúc chít viết còn nung của lai. Nhiều người viết lại. Chim mùa đầu. Có thầy lòng chưa xong. Có chim già ở đây để già này chim già. Già đâu đó già, này. Chim tơ. Có cái má nó đó này mình già chim này. Cũng đó hết rồi nè. Nó già rồi. Nó đang thầy lòng. Mùa thầy lòng. Thầy lòng nhưng mà nó già rồi chim này chim già rồi. Mình tính sâu lên mềm nhà tiến.
Nó thao, chim nó phà không thao được. Lòng thì có kinh nghiệm hơn. Phà thì chưa kinh nghiệm ấy. Thao nó chưa biết. Mình để nếu mà thao thì chắc chắn là nhằn rồi. Mà mình đang cầm mãi thì mình không thao được. Quay kinh nghiệm thời trai trẻ đi vào rừng săn bắt. Thấy chưa, kiếm gái nè. Gái mô cho một phát. Ai biết mày kêu gái làm gì vậy? Chim thì đã chim nhưng là gái nữa. Mà cho màu đây. Đối kia giá cao lắm hết. Ở đâu? 50 luôn. Giá lại hả? Ờ. Ở giá lại à? Ờ. Wow, xa như thế sao mình đi tới đó được? 50. Được giá 50. Có nhiều được cho mày chạy về xong mày lên nữa. Hình như hướng bên này nó không ngủ hay sao nhỉ? Nếu mà nó ngủ nó cũng dính chứ. Dính ít nhưng mà nó không dính nhiều. Có mấy con à? Chắc nó ngủ hướng bên này này nó mới có mấy con này. Mà xem cái từ đầu túi này cũng bị bịt rồi, túi dưới cũng bị bịt hết rồi. Từ đầu nó cuốn này nó. Đâu nè? Đây là nó nó mới xó thôi. Mình lật ngược cái lưỡi này bên này này để nó rớt vào bên kia. Mình mới thấy được chiều nó vào. Đây. Đó. Quay. Quay nó cho nó xoay chiều của nó xoay này. Áp thích cắm tay ra không mày? Chù. Đánh chim mấy năm rồi mà thao chim thao lưỡi ba mảng không à? Không biết thao hay sao? Đấy. Giờ mới tìm được đầu gốc, nguồn gốc mà đi từ đâu? Nó giờ nó quậy ra nó xoài miết, xoài nó xó bên này là xó bên kia nữa. Đây chim này mấy người thao hết và tư lưới bao vào rọ rồi này. Chỉ có 22 con. Có cả một con chim săn. Như là thu cá lưới, cá chim đi về rồi. Mình nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Đừng quên nhấn chuông để có thông báo video tiếp theo của mình, video mới. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chào mọi người.